one can love you like I do. So baby, think it through. For years and years I fight for only you. My baby, look at me, I'm still your girl daydreaming. Don't you think we'd be the cutest pair? Sawadika, xin chào tất cả mọi người, mình là Jamie Ploy. Ngoài làm những video liên quan đến tiếng Thái thì mình cũng làm những video liên quan đến du lịch cả ở Việt Nam và ở cả Thái Lan nữa. Nên là nếu các bạn thích thì có thể đăng ký kênh YouTube của Jamie Ploy để cập nhật thêm những video mới của mình nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi cùng với chúng mình đến một địa điểm ở gần Bangkok. Và nếu như các bạn ở Bangkok mà muốn thay đổi không khí một chút thì cũng có thể theo được nha. Bởi vì lần này chúng mình di chuyển hoàn toàn bằng phương tiện công cộng là chính. Thế nên là các bạn có thể dễ dàng theo được, xem là một chuyến đi gần Bangkok trong 3 ngày 2 đêm cùng chúng mình sẽ mất bao nhiêu nhá. Chúng mình bắt đầu từ nhà cho đến bến xe Sải Tai Cầu, mỗi người một nơi khác nhau. Mình từ tỉnh mình đi qua Sải Tai Cầu, thật ra thì mình có thể đi từ trường mình luôn đến thẳng Mekong luôn, nhưng mà mình muốn di chuyển xa xa như thế để đi cùng nhau ấy. Thì chúng mình xuất phát điểm từ bến xe Sải Tai Cầu ở Bangkok, và sau đó thì chúng mình đi đến bến xe Mekong ở tỉnh Samosongkram bằng xe van, và chi phí sẽ là 75 baht một người. Hành trình di chuyển thì mất khoảng 3 tiếng. Đến nơi thì chúng mình gửi vali ở một quán ăn trong bến xe để có thể tiện đi tham quan một địa điểm ở ngay gần đó, và chính là Tà Lạt Krom Phục, hay còn gọi là chợ dù. Đây là một khu chợ khá là độc đáo ở ngay đường tàu. Khi mà tàu chuẩn bị đến thì các cửa hàng sẽ nhanh chóng gập dù và thu dọn hàng để tàu đi qua. Và khi tàu rời đi rồi thì các quán lại mở ra như cũ và tiếp tục bán hàng. Đây là một điểm nổi tiếng để khám phá văn hóa địa phương và cũng có thể chụp ảnh ở đây. Và sau đó thì chúng mình đã mua đồ ăn và ăn trưa. Thì sau khi nạp năng lượng xong thì chúng mình quay lại bến xe lấy vali và tiếp tục lên một chiếc xe rốt sóng thẻo, hay còn gọi là xe có hai cái dãy ngồi ấy, ở đằng sau, để đến khu resort Bangbun. Có thể tìm thấy chiếc xe này ở ngay gần bến xe, và chỉ có hai chuyến trong ngày thôi, nên là nếu như các bạn muốn di chuyển bằng phương tiện này cho tiết kiệm thì các bạn cần phải quản lý thời gian sao cho hợp lý nhé. Và chuyến xe chúng mình xuất phát từ Mekong lúc 12 giờ và đến khu resort Bangbun khoảng 13 giờ. Chi phí di chuyển thì khoảng 35 baht thôi, rất là rẻ. Sau khi đến khu resort Bangbun, vì chúng mình đến sớm hơn giờ check-in khoảng 1 tiếng, thế nên là chúng mình đã tranh thủ vào quán cà phê dễ thương ngay ở trong resort để nghỉ ngơi. Vì chúng mình cảm thấy nóng, thế nên là chúng mình vào cái phòng có điều hòa. Mà cái phòng ở đây thì 4 góc đều là cửa kính hết mọi người ạ, nên là mình có thể nhìn thấy ánh sáng tự nhiên. Chúng mình sẽ nghỉ ở khu resort này trong 3 ngày 2 đêm với hai trải nghiệm nha mọi người. Đêm đầu tiên thì chúng mình sẽ ở căn RV hay là nhà di động, và đêm thứ hai thì ở trong lều trại. Chi phí cho cả hai đêm sẽ là 3.950 baht. Khu vực ở đây thì cũng có một vài quán ăn, nhưng mà lần này chúng mình đến đây để nghỉ ngơi là chính, không có nhu cầu khám phá nhiều, nên là quyết định tận hưởng tất cả các dịch vụ ở ngay trong resort luôn. Chi phí phòng thì đã bao gồm bữa ăn sáng. Ở đây thì có khu nhà ở và khu cà phê ăn uống riêng biệt, nên là cả ngày chúng mình ăn trưa, ăn tối tại đây, còn có thể chèo thuyền kayak miễn phí nữa nha. Dù mục đích chính là đến đây thư giãn, nhưng đôi khi chúng mình cũng phải xử lý một số công việc online, thế nên là vừa làm vừa tận hưởng không khí cũng khá là chill và thú vị. Phòng ở đây thì không đến mức thoải mái như ở nhà, nhưng mà cũng là một trải nghiệm đáng để thử, và vì dịch vụ ở đây cũng khá là
thoải mái, khá là tốt, không gian yên tĩnh và thư giãn. Dù không khám phá nhiều thì chúng mình chỉ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi thư giãn ở đây thôi. Nhưng mà đôi khi chỉ cần thay đổi không gian là đã đủ để nạp năng lượng rồi. Nếu mà bạn muốn một kỳ nghỉ nhẹ nhàng ở gần Bangkok thì đây cũng sẽ là một lựa chọn không tồi một chút nào. Nếu như các bạn thích những video như thế này thì nhớ like và đăng ký kênh YouTube của Trang Mim Ploy để cập nhật thêm những video mới hơn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Sawasdee ka.